Inno xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với STEM House Inno Show. Các em ơi, các em thường làm gì vào thời gian rảnh? Với anh Inno rất thích xem phim. Những ngày gần đây, anh Inno xem được những bộ phim có chi tiết như thế này. Hoặc như thế này. Liệu rằng các em có thắc mắc làm thế nào người ta có thể tạo ra được những hình ảnh 3D như vậy hay không? Vậy thì hôm nay hãy cùng theo chân anh Inno để thực hiện Hologram Pyramid nha. Để thực hiện được Hologram Pyramid, các em cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây. Đến với bước đầu tiên, các em sẽ tải về tờ mẫu này theo đường link bên dưới phần mô tả mà Inno đã đính kèm. Các em in ra và chúng ta sẽ đặt một tấm bìa kiến lên trên tờ mẫu. Sau khi đã đặt bìa kiến lên trên tờ mẫu thì các em sẽ cố định lại bằng kéo giấy. Sau khi đã cố định bìa kiến lên trên tờ mẫu thì bây giờ các em hãy sử dụng bút lông chầu và thước. Chúng ta sẽ đồ lên trên bìa kiến những cái đường nét theo tờ mẫu nha. Ta-da! Vậy là anh Inno đã đồ xong cái khối kim tự tháp lên trên bìa kiến. Bây giờ anh Inno sẽ đến với bước thứ hai là cắt cái khối này ra. Các em có thể thấy trong tờ mẫu của anh Inno có những nét đứt và những nét liền. Bây giờ chúng ta sẽ cắt tờ bìa kiến này theo những nét đứt, còn nét liền chúng ta sẽ gặp lại sau nha. Sau khi đã cắt bìa kiến ra thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gắp nha các em. Hoàn thành bước cuối cùng thì bây giờ anh Inno sẽ dán một miếng băng keo nặng vào cái tay trong tờ bìa kiến. Sau khi đã dán vào lại với nhau thì bây giờ các em hãy điều chỉnh lại để khối của chúng ta trở nên ngay thẳng hơn nhé. Ta-da! Vậy là chúng ta đã hoàn thành được Hologram Pyramid. Và để sử dụng được cái khối này thì anh Inno sẽ hướng dẫn các em theo những bước sau. Đầu tiên chúng ta sẽ lên YouTube. Các em sẽ search với từ khóa là 3D Hologram Video. Sau khi ra một danh sách rất nhiều video như thế này thì các em sẽ kéo xuống và lựa chọn một video bất kỳ mà các em yêu thích. Ví dụ anh Inno sẽ chọn video này. Rồi. Sau đó các em sẽ đặt Hologram Pyramid lên giữa màn hình điện thoại của mình và xem hiệu ứng nha. Wow, quả là những hình ảnh vô cùng thú vị đúng không nào các em? Các em có biết tại sao khối kim tự tháp này lại có thể tạo ra được những hình ảnh 3D vô cùng sống động hay không? Hologram Pyramid được hoạt động dựa trên nguyên lý phản xạ ánh sáng, reflection.
Và đây là mô phỏng đường đi của ánh sáng khi bị phản xạ bởi hologram pyramid. Em có thể thấy ánh sáng từ màn hình điện thoại sẽ được truyền đến mặt nghiêng của khối kim tự tháp này, và sau đó nó bị phản xạ và truyền đến mắt của chúng ta. Khi chúng ta quan sát thì hình ảnh sẽ xuất hiện bên trong khối kim tự tháp, và đây là một ảnh ảo. Với cấu trúc vô cùng đặc biệt của hologram pyramid, nó đã đánh lừa thị giác của chúng ta, giúp chúng ta cảm nhận thấy hình ảnh bên trong có chiều sâu như là một khối 3D thật sự. Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã tạo ra được một sản phẩm vô cùng thú vị, đúng không nào các em? Các em hãy giới thiệu sản phẩm này đến bạn bè và người thân của mình để trải nghiệm được vẻ đẹp của phản xạ ánh sáng. Và đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh STEM House Education. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em!